trả thù là món ăn ngon nhất. Khi nó được thực hiện bằng cái đầu này, nếu tôi không thắng được nó, hãy làm bạn với nó. Chị ước mơ là sẽ có một băng nhóm riêng của mình, sẽ có rất 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 nhiều anh em. Nếu mà chết á, có người khóc cho. Khó như vậy mà cũng qua được. Anh là Túc, đại ca băng cọc rằng. Tôi là Thương, chữ Thương trong xác Thương. Đúng, tuổi trẻ chưa trải qua sự đời. Còn em, nếu mến anh thì chỉ được ngoài việc làm giang hồ, anh còn muốn em là của anh. Kể từ ngày hôm nay, Thương sẽ là thành viên trong băng cọc rằng của chúng ta. Bông hồng lửa, bông hồng lửa. Em thua con nhỏ đó ở chỗ này. Chúng có còn gì em? Dừng lại! Cho trời trắng đen xoay vòng xoay với những roi lừa. Khi lòng tham chỉ có thể đo bằng máu. Trong lòng em giờ ai thấu? Em cần ai hay ai cần em? Ngoài kia tao không nghe ở nơi đâu thì mày phải đứng lên ở nơi đó. Bắt đầu ra đời từ năm 20 mà mấy anh lớn muốn sơn hơi khó. Từ địa ngục lên tới địa đen, nắm trong tay mười mấy địa bàn. Cho mày đến từ nơi đất cảng, nhưng chỗ mày đứng là tam giác vàng. Bông hồng lửa cháy ở trong tim, khiến bao gã đứng ở không yên. Tình không còn thì hoa không tiếc, vẫn hoa tỏ sáng cả trong đêm, biết không? Cho trời trắng đen xoay vòng xoay với những roi lừa. Anh bao cùng vui quyền núi em tham. Trong đôi bàn tay em chỉ mong có tình yêu bình dị. Nhưng em giờ đây còn lại gì? Và xung quanh em có bao nhiêu người muốn vì em hay vì tiền? Khi lòng tham chỉ có thể đo bằng máu. Tái sinh từ đống tro tàn.